chuẩn bị Tết à, mướp đắng dùng khổ qua dùng thịt này à, thịt kho tàu này đây, cũng ngon mày không biết có ngon hay không. Từ ngày đôi Tết là cố gắng là hai lần này là được rồi đó. Cái này mới kho khoảng chừng 20-15 phút. Còn mướp đắng này thì mới bỏ vô. Ở miền Trung thì gọi là mướp đắng này, còn ở miền Nam thì gọi là khổ qua. Ở đây là miền Tây nè, hồi năm nào nói chung về đây tới giờ là năm nào về Quảng Bình tới giờ là năm nào mình cũng hai nồi này cả, rồi khổ qua nè, canh khổ qua hầm với lại thịt kho tàu. Rồi cái bữa làm một keo trứng vịt muối, ồ ăn ngon lắm. Rồi bữa nay ngâm thịt, đây mùng 1 là ăn được rồi, mới ngâm hồi xa hồi hồi, hồi nãy thôi. Năm nay thì đây là cái này nhé, còn đây là làm cho con gái, tí nữa là sẽ quấn ram, nêm nếm xong rồi một tí nữa quấn ram để mà chiên ăn Tết. Bếp nhà mình năm nay nhé, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.